Múc nào, một gầu nào, đổ ra đây nào, máy xúc khủng long đây. Múc một gầu nữa nào, ui dồi ôi, gầu này múc được to chưa Trang ơi? Cậu nhìn thấy chưa, máy xúc này của tớ múc hơi bị giỏi luôn. Máy xúc khổng lồ đấy nào, pip 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 pip. Máy xúc khủng long tránh đường ra nào, không một gầu xúc thấy nha. Múc vào đầu của gầu máy xúc khủng long này, lật ngửa luôn này. Sao máy xúc của tớ đang ngồi đây múc cát, sao cậu lại mang máy xúc của cậu ra đánh vào đầu máy xúc của tớ như thế? Tớ đã bảo là tránh đường ra cho tớ đi rồi mà cái máy xúc khủng long của cậu cứ đứng ở giữa đường như thế, thì cái máy xúc này của tớ chả cho một gầu vào đâu. Máy xúc của tớ đang đứng ở đây xúc cát từ trước rồi, của cậu ra sau thì cậu phải nhường đường cho tớ chứ. Tại sao cậu lại đánh vào đầu máy xúc khủng long của tớ? Đây này, cậu làm gây mất cả một cái sừng của khủng long rồi đây này. Cái máy xúc này của tớ phải có cái gầu xúc to khổng lồ như thế này thì mới xúc cát được chứ. Chứ cái gầu xúc của cậu này, các cậu ơi, nhìn này, nhỏ tị tì ti như thế này thì làm sao mà xúc được nhiều. Cái đống cát to như thế này phải dùng máy xúc của tớ. Thôi, bây giờ không cãi nhau nữa, chúng mình đi xúc cát thôi. Xúc cát nào, máy xúc khổng lồ ơi. Đấy, máy xúc của tớ đang tiến lên để xúc cát rồi đấy. Máy xúc khủng long nhìn máy xúc này nhá, mà học tập nhá. Cào ra này, trước tiên phải cào ra, cào cát ra, sau đó thì mới trèo lên được. Rồi, tiến lên nào máy xúc ơi. Đấy, máy xúc của tớ lấy được một gầu cát to rồi đây này. Đang tiến lên, ấy cẩn thận mà ngã nhá máy xúc ơi. Thả ra này. Thôi tớ Trắng ơi, cậu bảo máy xúc của cậu dừng lại tí, tớ không nghe rõ. Cái gì? Dừng lại làm gì cơ? Hình như, tớ phát hiện ra, ở đây có cái gì chui ở dưới cát thế cậu ơi. Để tớ thử bảo máy xúc của tớ xúc đống cát lại đi xem nào. Xúc đống cát đi máy xúc ơi. Xúc đi nào. Mình phải xem bên trong này là cái gì nào. Máy xúc của cậu xúc thế thì bao giờ mới được? Để tớ dùng máy xúc của tớ hỗ trợ cùng cậu nhá. Phải sử dụng hai cái máy xúc thì mới xúc được cậu ơi, chứ một chiếc máy xúc thì không thể xúc được. Nào cố lên, chúng mình thử xem có gì bên trong đống cát các bạn máy xúc ơi. Không ổn rồi, tớ nghe thấy tiếng kêu ngày càng lớn, mà có vẻ như cái máy xúc của tớ yếu quá rồi. Xúc nửa ngày trời mà chỉ được một tròn nhỏ cát. Cần phải có sự hỗ trợ của một chiếc máy xúc khổng lồ thì may ra mới có thể xúc được cái đống cát to này. Máy xúc khổng lồ à? À, được rồi, có ngày tớ biết có một chỗ có cái máy xúc khổng lồ đấy. Đi theo tớ nào. Trang ơi, cái máy xúc như thế này đã được gọi là máy xúc khổng lồ chưa? Wow, 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 wow. Nhìn cái cần của nó này, siêu dài luôn. Đây này, ôi, đi này, máy là máy xúc đấy. Đi này, nhím ơi, tớ còn chui được vào cả cái đầu xúc. Chứng tỏ cái máy xúc này siêu khỏe luôn. Tớ ngập thỏ vào trong cái máy xúc rồi đây này. Nhìn cái cần của nó này, to chưa, dài chưa. Đứng lên đây, liệu có được không cậu nhỉ? Đứng lên vô tư luôn. Wow. Cái này nó còn xúc được cả người cơ. To chưa, vĩ đại chưa này các cậu ơi. Một chiếc máy xúc màu xanh lá cây. Nhím ơi, nhím ơi, cậu lái máy xúc để cái cần nó đưa tớ lên cao xem nào. Xem có thích không cậu ơi. Rồi, để tớ lên, tớ lái cái máy xúc này đi giải cứu xem cái gì ở dưới đống cát đấy nhá. Đúng rồi, phải có cái máy xúc này thì mới xúc được cái đống cát to ấy cậu ơi. Được rồi, để tớ nổ máy đây. Sao thế cậu ơi? Cái máy nổ được rồi, mà sao cái cần vẫn chưa hoạt động hả cậu? Tớ nổ được một tí. Được rồi. Được sao rồi? Quá nhỉ, sao hôm nay không đi được? Khả năng cao là cái máy xúc này của cậu bị hết nhiên liệu rồi. Chắc là cậu không dùng máy đúng không? Đúng rồi, cái máy này để đây lâu lắm rồi. Hay là nó bị hết nhiên liệu rồi nhỉ? Bây giờ làm thế nào bây giờ? Tớ nhớ ra rồi, hôm trước tớ thấy em Cam có một cái máy xúc cũng to lắm cậu ơi. Cũng là máy xúc dạng khổng lồ đấy. Hả? Ui, em Cam cũng có một chiếc máy xúc to khổng lồ á. Thế hay là cậu về, cậu mượn em Cam đi. Cam ơi, em đang làm gì đây? Này anh Bảo, vào cho anh mượn cái máy xúc của em đi. Cái máy xúc to to ấy. Hả? Máy xúc gì to thế? Không ai được qua khỏi cửa à? Ui dồi, nặng thế này cơ. Được rồi, cho anh mượn một lúc nhá. Đây rồi Trang ơi, Trang ơi, tớ mang máy xúc đến đây rồi. Tớ ở đây nhím ơi. Trang ơi, cậu đâu rồi? Trang ơi, Trang ơi. Ôi, cậu đi lâu thế. Nắng quá, tớ phải chui xuống cái máy xúc này để tránh nắng đấy. Ôi giời, tớ mang máy xúc đến đây rồi cậu ơi. Tớ tưởng là máy xúc,
Sao cậu lại mang cái hộp gì này màu đen xì như cái áo của tớ thế này? Đây là hộp máy xúc của em Cam đây. Đây này. Máy xúc á? Cậu không nhìn thấy à? Hình ảnh cả một chiếc máy xúc màu đen đây à? Wow, còn bên cạnh là một chiếc máy gì đây cậu ơi? Đây chính là có hai cái quạt này. Không phải là máy gì mà đây là cái điều khiển. Cái máy xúc này chỉ là máy điều khiển thôi, nhưng mà nó to lắm, to hơn cái máy xúc của cậu nhiều. Cậu thử mở ra đi, so xem máy xúc của tớ, máy xúc của ai to hơn. Đây nha. Đây này. Đây này. Đâu? Đây máy xúc đây này. Oh man. Đây vẫn là một cái hộp mà. Đâu phải là máy xúc đâu. Cậu phải gọi thần chú. Vừng ơi mở ra thì nó mới mở ra chứ. Vừng ơi mở ra nào. Đây này Trang ơi. Cậu nhìn thấy chưa? Wow. Một chiếc máy xúc màu xanh lá cây. Giống như máy xúc đằng sau của cậu luôn. Giống hệt luôn ý. Đây. Máy xúc này á, nặng lắm đây. Hả? Thế còn cái điều khiển đâu? Đây chính là cái điều khiển đây này. Wow, ngầu ghê các cậu ơi. Hello. Ồ, cái máy xúc của cậu, nó đang đi đến đây. Để nó chào cái máy xúc to này này cậu ơi. Chắc là máy xúc này của tớ thấy máy xúc khổng lồ đây. Ôi mừng quá đấy cậu ạ. Thế cái máy xúc khổng lồ này có điều khiển được không? Đây. Nó kêu như một chiếc xe tăng chiến đấu ý. Nhìn thấy chưa? Wow, động cơ, nghe tiếng động cơ khỏe chưa? Đây. Nó đang đưa cái gầu xúc ra này. Wow, cái gầu vẫn tự động được luôn. Hả? Ôi, nhìn này, so với cái máy xúc của cậu, nó đẹp tí 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 luôn. Thế, cái máy xúc này của cậu to như thế này thì còn làm được gì nữa? Có xoay trái, xoay phải như máy xúc vàng của tớ được không? Máy của tớ tuy nhỏ nhưng mà hơi bị nhanh nhẹn đấy. Cậu ơi, xoay lại đi, cậu nhìn xem. Xoay 360 độ nha, siêu chưa? Cái máy xúc này của cậu có làm được như thế không? Ui giời, cái máy xúc của cậu ơi, nó xoay, nó chỉ xoay, nó phải xoay cả cái bánh xe này đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái này nó không cần thế luôn đây này. Đấy chưa? Nó giữ nguyên bánh xe mà nó vẫn xoay được vòng tròn luôn đây này. Wow. Thế. Đấy, xong bây giờ nhá. Trời quá. Nó tiến, nó cũng xoay được này, nó xoay cả bánh xe này. Cậu nhìn thấy chưa? Đấy, tiến đây nào. Ui giời. Cậu có tin nó điều khiển cái xe này á, còn nhấc được cái đầu đấy lên cơ. Cậu chỉ có được cái nói phát thôi, làm sao mà cái bánh xích này nó nhấc được lên được đúng không? Nhìn bánh này. Xích nó to như thế mà nặng như thế cơ mà. Đâu? Đâu? Wow! Cậu nhìn thấy chưa? Wow! Wow! Ngầu thế! Tại sao nó lại có thể nhấc được bánh xe của nó lên như thế nhỉ? Nào! Cậu nhìn thấy chưa? Đấy! Bây giờ nha, tớ sẽ cho nó quanh cả một bên xe luôn cơ. Nào. Wow. Nó nhấc hẳn cả một nửa chiếc xe lên này. Đấy, cậu thấy ác không? Cái cầu xúc này chứng tỏ nó rất là khỏe cậu ơi. Đấy, nó còn đi ngang được này. Thế nó mới tài. Wow, tuyệt vời ghê. Nhìn này, một chiếc máy xúc nhỏ, một chiếc máy xúc cơ vừa và một chiếc máy xúc cơ khổng lồ. Bây giờ chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu xem bên trong cái đống cát ý là thứ gì đi. Máy xúc của tớ đang tiến lên kìa cậu ơi. Sao lại máy xúc của cậu? Đây là máy xúc mượn của em Cam Cam mà. Nhưng mà cậu ơi. Sao? Cái máy xúc khủng long của cậu này chặn đường máy xúc khổng lồ thế kia. Hả? Ồ, nhìn này cậu ơi. Máy xúc khổng lồ đang đẩy máy xúc khủng long ra để đi vào cái đống cát đi đấy. Đúng rồi. Máy xúc ơi, múc đi nào. Wow, cái gầu xúc của nó đang múc này các cậu ơi. Phải được nhiều cát như thế này chứ. Đúng rồi, đổ ra bên cạnh này nào. Gầu xúc đang hạ xuống rồi. Tớ nhìn thấy có cái gì đó màu xanh lá cây ở bên trong đống cát ý mà. Cậu có nhìn thấy không? Cố lên máy xúc ơi. Ồ, sao máy xúc này phải nhấc chân lên như thế này à? Đi mà có cái gì đó rất to cậu ơi. Wow, có cái gì ấy cậu ơi? Cũng có bánh xe. Ôi, một chiếc máy xúc khác. Hình như bên này tớ nhìn thấy đây là một chiếc gầu múc này cậu ơi. Đúng rồi, bên
bên dưới còn có những bánh xe màu cam. Tôi đoán ra rồi, cái xe máy xúc nhỏ nhỏ cơ kìa, chắc là nó leo lên nó xúc cái đống cát to này, nhưng mà đống cát to quá mà máy xúc kia thì bé quá, thế lên là mới bị cát nó chôn vùi đấy cậu ơi. Ồ, hóa ra thế. Bảo sao mà cứ có cái gì đó kêu cứu ở dưới đống cát này, hóa ra là một chiếc máy xúc nhỏ xinh. Cậu ơi, cậu bảo máy xúc của em cam cam giúp đỡ chiếc máy xúc nhỏ này đi. Trông cái mặt này như kiểu là mặt cười ấy cậu ơi, mặt tròn tròn, mà cái này cũng không phải là một chiếc máy xúc cậu ơi, đây như kiểu là tàu hỏa. Đúng rồi, một cái đầu tàu hỏa, nhưng mà nó có chứa cái máy xúc này. Tớ đoán rằng đây là một cái tàu chở hàng, khi mà nó bốc dỡ hàng nó sẽ dùng cái máy xúc này để múc hàng đổ lên tàu cậu ơi. Ồ, hóa ra rồi, dính đầy cát bên trong rồi này các cậu ơi. Dính cát như thế này thì chiếc tàu không thể hoạt động được, chúng mình cần phải vệ sinh sạch sẽ cho chiếc tàu này. Thôi cũng đến giờ đi về rồi, bọn mình đi về đi. Cậu ơi, đi về nào. Wow, cái máy xúc này đi này, trông đẹp chưa các cậu ơi? Ồ, nó bị vướng một đống cát rồi cậu ơi. Xúc đống, xúc đống cát đi ra đi máy xúc ơi. Nhưng có gì đó không ổn cậu ơi. Chiếc máy xúc vừa xúc ra được một cái gì này. Đây là cái gì đấy? Cái gì mà nó lại chui ở trong đống cát này cậu ơi? Ui, nhìn thế này có bạn nhỏ nào nhà mình nhận ra được đây là nhân vật nào chưa nhỉ? Con gì đây mà lại có hai cái hàm răng trắng xóa như thế này, hai cái mắt lồi này, hai hàm răng to chưa, mà trên tay lại còn đang cầm một khúc gì đây? Khúc xương, đây là khúc xương nhá. À, tớ đoán ra rồi. Cái món này còn là món của con chó này cậu ơi. Nhìn thấy chưa? Dài thế này này. À, bảo sao mà trên tay. Đây chính là một con zombie chó cậu ơi. Nhưng mà con zombie này sao nó lại chui ở dưới đống cát này làm gì nhỉ? Cát chui để nó rình mồi cậu ơi. À, nó sẽ dùng tay vươn từ cát lên và lôi chân xuống cậu ơi. À, để cho cái nạn nhân đấy bị thụt xuống đống cát đúng không? Đúng rồi, may mà chiếc máy xúc của tớ nó phát hiện ra ở dưới đống cát này có vấn đề nên nó múc ra đấy cậu ạ. Ui, cái máy xúc này lợi hại thật đấy. Nó lại còn phát hiện ra cả mối nguy hiểm cơ ạ. Một chiếc xe ben và một chiếc máy xúc. Bây giờ cậu thử biểu diễn cho tớ xem nào. Ấy, cái phần đang bắt đầu xúc cát rồi đây này các cậu ơi. Wow, nghe tiếng động cơ khỏe ghê cơ. Wow, chiếc xe máy xúc này đầy được một thùng cát luôn. Cậu thấy chưa? Chứ ban đầu cái máy xúc khủng long với cả cái máy xúc điều khiển nhỏ nhỏ của cậu xúc bao giờ mới được đầy một cái xe này để đúng mà chở đi. Cái máy xúc của em Cam nó to nó khỏe như thế này mới xúc được nhiều cát lên cái xe ben này. Đúng rồi, nó lại còn vẫn còn đang đi xúc tiếp kìa cậu ơi. Cũng muộn rồi, bây giờ chúng mình đem cái máy xúc này đem về giải em Cam đi.